Hello anh em nha, mình Út Tega đây. Nay trời tối quá, mình sẵn mình móc mấy cái hộp ga luôn nè anh em. Hộp ga 110 nè, AB110 nè, SCR móc sẵn luôn rồi nha anh em. Cái này bỏ vô xe ly SCR là chạy cực kỳ nhẹ luôn mà nó không có hao xăng. Còn ở đây là cái hộp này là cái hộp Vario 26, mình lên 28. Đây mình móc mình làm sẵn hết trơn nha anh em. Vô là mình chỉ cần bỏ qua là xong. Đây cái mấy cái hàng này nãy mình đang móc luôn nè, giờ mình chưa có ráp nữa. Xíu mình rảnh mình sẽ ráp vô. Cái này là họng Winner. Winner 30 móc lên 32 để cho anh em đi bô xăng lửa. Mình đây mình có mở tua luôn nha. Mở tua Winner luôn. Mở tua bỏ họng vô là chạy rất là nhẹ anh em. Rồi mình làm sẵn. Cái họng họng này của AB110 nè, cái này mình móc luôn rồi, móc lên hay sao này, lộn AB125 họng 24 móc lên 26. Đây nè, cái này họng này là họng của Vision nè anh em. Cái họng này là 22 mình móc lên 24 để cho nó nhẹ. Đây thì mình xài bố nồi dán như là bố nồi zin, và mình xài chuông là chuông bắn cát chính rảnh chạy anh em. Rảnh này để cho nó, khi mình chạy là nó siết bố vô cứng, với lại nó bụi nó đi theo cái rảnh này nó chạy ra ngoài, nó lại chống rung luôn. Ok, mình xài này rất là nhiều luôn nha. Đó. Bố chuông này lúc nào quá trời luôn nha, có sẵn đồ nào có sẵn hết. Anh em nào máu tốc độ thì mình đây, hàng đồ chơi của Đài Loan, BCS dành cho BCS nè. Đây là 14 gram, đây thì SHMO đó, mình quá trời luôn. Đây là so BCS nè anh em, này là 110. Cái nồi này nồi của 125, nồi này nồi Honda Zin, nồi hãng anh em, mới luôn. Mình mua về mình đã vớt bẻ độ lại, chạy cho nó nhẹ xe. Đây là mình phay cái rảnh này nè, mình phay cái rảnh bi nè anh em. Đó, phay cái rảnh bi luôn. Đó, tất cả đều là hàng mới. Thì anh em có nhu cầu thì thay mới thì mình sẽ thay. Để cái này vô, này mình đã là canh sẵn rồi, vô là chạy thôi. Còn anh em nào mà thích zin làm lên thì mình cũng tháo đồ zin ra của anh em ra mình làm lên luôn, thì nó rẻ hơn, tiết kiệm chi phí cho anh em. Đây họng AB110 móc lên nha anh em. Này gắn vô xe chạy cực kỳ nhẹ mà không hao xăng. Những dòng hao xăng như SCR Li là mình đều gắn cái họng vô hết, là xe chạy rất là nhẹ. Đây, họng ly SCR móc lên 23 ly. Tại vì cái họng này nó nhỏ lắm, anh em móc lớn lên nữa thì nó lủng. Cho nên mình móc cỡ 23 ly được rồi. Mình đang dang hai cái loa to lên xíu. Đó, thì cái dòng này chạy rất là hao xăng nha anh em. Cái lồng ly nè, lồng ly dòng SCR nè, hao xăng cực kỳ luôn. Đó, anh em có nhu cầu sửa xe làm nồi xe ga thì cứ liên hệ cho mình nha, qua số điện thoại 0988212334. Mình địa chỉ mình 58 Nguyễn Thị Huê nha anh em, Bà Điểm, Hóc Môn. Đây, cái này là của Vario, làm sẵn luôn, cả đều làm sẵn hết, nên em vô là mình bỏ qua thôi, rất là lẹ. Thời gian làm cỡ 30 phút, bộ dán đã canh chỉnh. Đây 125, nó gắn cái bộ này vô là chạy hết rung luôn nè, em xe nữa cắt chớn lại xăng luôn.
anh em có kết bạn Facebook thì bấm số điện thoại 0988212234 nha anh em. Zalo luôn. Facebook mình là Tiêu Gia. Anh em có thắc mắc gì thì cứ Zalo, anh em nhắn tin cho mình. Thì mình sẽ nhắn tin cho anh em trả lời. Đó, anh em nào muốn đổi họng ga hay gì đó thì cứ xuống tiệm mình. Mình sẽ đổi cho anh em luôn. Cái này mình sẽ gắn qua lấy cái xác kia bỏ qua. Cái này mình làm sẵn rồi. Cho nó lẹ. Còn nếu mà anh em muốn cái họng ga của anh em mà mình móc luôn cho anh em đi thì ok luôn, mà giá tiền gấp đôi. Tại vì nó mất thời gian lắm. Cái này rảnh mình mới làm thôi. Đó, quá trời luôn rồi. Này chưa có đáp vô, xíu nữa đi đáp. Thì nó sẽ đáp mấy cốt mày vô nè anh em. Rồi ok. Đây cái nhu cầu làm xe ga luôn mình nha.